Hello, welcome back to my channel, this is your girl. Vào game rồi. Rất là nhiều zombie này. Biến hình nhỉ. Ui. Một zombie khổng lồ. Chúng ta sẽ biến hình này. Chết này. Chịu cô bé này đi đập con robot này bao giờ xong. Vẫn là con robot này nó chưa bỏ cuộc đâu. Mình sẽ căng cái lưới này. Chỗ này có một tiến sĩ này. Đây là sao? Mini game này. Có thể theo tiến sĩ này đi ra đây thì đi ra khu vườn không ta? Fire! Tiến sĩ Vegapunk. Ôi, câu chuyện này khá là dài chứ sao. Ta đi đến với bột hiểm ảo. Vào game. Tắt bỏ cái nhạc đi cho nó. Ồ, cái mắm này chơi này. Thắng à? Game này gọi hay đấy. À, đợi cái ông nhà thám hiểm ra đây. Cái này cái gì? Ui, kia này mình hay thế nhỉ? Sao bây giờ mình mới biết nhỉ? Hay đấy. Giải cứu cả cô gái này. Lửa. Wow. Cháy một cái khẩu trang nó. Mà này chưa thế nào nhỏ. Dập lửa này.
hạ cái khẩu trang xuống này. Rất là vui. À, hình như đây là đôi vợ chồng. Ây da, cái mày hay đấy. Một mini game nhỏ. Sao nhỉ? Tiếp tục nhé. Có khẩu trang rồi. Hey, ui game hay quá. Mình thích chơi những cái game nó có cái cốt truyện như này này. Ui, hỏng 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 hỏng. Nút con này nhau này. Ui, sật chết cái đôi luôn. Ui, hay quá. Lút, hút rồi. Chúng ta sẽ vào trong thế giới của rồng nhá. Đó, ông này ông đang ghé cái nhà thám hiểm. Đi vào đây để tiêu diệt rồng. Quá thông minh, ông này ông đã qua rồi. Ông này là nhà thám hiểm hay là thám tử đây? Chắc là thám tử. Hay quá, đi vào trong hang rồng rồi. Đây là skin. À, chúng ta không chọn đặt bom mà dùng xẻng đào. Quá. Em sẵn cắn rồi. 200 đô. Cái này là không yêu thương động vật rồi. Đây, mấy con Green Robin nó đang nằm ngủ này. Chúng ta cứu được cái ông Thái Bạch Kinh Tiền. Nick. Ông này ông một. Đọc thần chú nè. Rồi đi tiêu diệt rồng nữa. Đây. Con wagon. Cho nó ăn cái bánh nha. Đến một vụ án mới. Nào ra đi chơi fit. Ok, game này ngang màn hình dọc. Sage Dog này. Tắt nhạc này. Mấy cái con ong này. Này, trắng cái này nó cắn kiểu gì.
Không thể nào mà bắt được chó đâu. Giờ chúng ta đi chơi game nào nữa hết thôi. Raccoon đang trộm vàng của chúng ta rồi. Bắt nó lại. Wow, có outfit Tết này. Giời 200.000. Cũng chả thèm mua luôn. Bởi vì sau này game sẽ giảm giá nữa mà. Mua bây giờ làm gì? Đáng chơi ăn nói quảng cáo rồi. Tất cả đều ốm. Mình đều phải chăm sóc tất cả. Tom này, Tom ốm. Khỏe này. Đấy, Angela ốm này. Cái thuốc này này. Tắm nước này. Còn ai uống nữa? Đưa lại cái bản hành uống tiếp này. Chúng ta phun tắm nước rồi. Cái bản đen đen này tên là gì chứ biết. Đó, dịch Covid đã lan vào trong game rồi. Mình sẽ phân công nhiệm vụ cho mấy bạn này. Ăn à. Teo nhỏ rồi. Để nước sẽ sinh tố đấy. Ok, tiếp tục đó là Vlog Nikki. Ok, vào game. Game này phải mua đi mất 200 đấy. Hmm.
kết nối vào đây. Quá nhanh thế, chưa kịp gì luôn. Trong mấy ban đầu nó dễ. Là nên với Pinto. Wow, game này mình được là cá lớn nuốt cá bé cơ mà. Chả thấy cá đâu. Đây, thấy cá rồi. Đây, bây giờ mình thấy cá này. Nghìn năm ăn được con cá này à? Chơi con cá mập luôn. Bây giờ mới thấy cá chứ còn đang chả thấy cá đâu. Cá này. Level 4 nào. Level chúng ta đang chơi level 66. Đó. Mình sẽ ăn nút cái này đi. Ui dồi ôi. Xin nữa gì chậu bậy rồi.